Xin chào quý vị và các bạn. Ở trong video tiếp theo tại nhà vườn Hoàng Sinh ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem những cái cây bonsai hoàn thiện của chú Hoàng Sinh. Trước mặt quý vị là một cây xanh. Vâng, đây là một cây xanh Nam Điền, một cây xanh giáng long. Và phía bên này là một cây xanh, cũng là xanh Nam Điền, một cây xanh chất rất đẹp, có tên là Long Quấn Thủy như chú Hoàng Sinh vừa giới thiệu. Và đây là một trong những cây xanh có cái thân bẹ độ lắc rất đẹp. Và tay cảnh cũng uốn lượn, nhìn rất bắt mắt. Tôi sẽ quay chi tiết cái này. Vâng, nhìn vào đây thì quý vị cũng biết chất xanh của cái cây này như thế nào. Quý vị xem từ trên cao xuống sẽ hiểu được cái cây này. Rất tuyệt vời. Và tôi sẽ chuyển hướng sang một tác phẩm khác. Trước mặt quý vị là một cây xanh Nam Điền, cũng là một trong những cây rất đẹp ở trong vườn. Và có một cái phần ngọn mà chú Hoàng Sinh chú đang nuôi để tạo một tay bông mới làm ngọn.
do không gian rất chật hẹp cho nên tôi sẽ lách người vào trong bên này để vào quay. Đây là một góc quay khác của cây xanh này. Có những cái bông tán được bài mái, phân tách nhiều mảng, nhiều lớp, tạo lên điểm nghệ thuật. Cùng với lại cái thân hình uốn lượn mềm dẻo của tác phẩm, tạo lên độ nhấn của tác phẩm này rất đẹp. Và phía đây cũng là một cây xanh Nam Điền, cũng là một cây xanh giáng long, nhìn rất đẹp. Cây xanh này thì có cái phần thân bệ, phần bệ tỏa ra bốn hướng rất lớn. Và tôi sẽ chuyển hướng sang một cây tiếp theo. Và trước mặt quý vị cũng là một tác phẩm xanh Nam Điền. Đây có lẽ là một cây mới về, bởi vì trước đây tôi đã quay ở vườn này nhưng mà chưa có cây này. Vườn rất nghệ thuật. Và có hai cái cành đang được nuôi để tạo bông mới.
Đây là toàn cảnh vế đằng sau của cái tác phẩm này. Và trước mặt quý vị là một cây xanh Nam Điền, một cây giáng long. Phần bông tán đang đâm chồi nảy lộc rất mạnh. Nhìn màu xanh rất mướt đẹp. Vâng, đây là toàn cảnh cái xanh giáng long đó. Rất đẹp. Mong quý vị hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, để cho tôi có thêm động lực đi quay nhiều hơn và ghi nhiều hình đẹp phục vụ quý vị và các bạn. Tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chân thành cảm ơn.